Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Tuấn Hoàng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn thông tin nhạc sĩ Thanh Dũng qua đời. Nhạc sĩ Thanh Dũng mất tại bệnh viện vào tối ngày 23 tháng 8. Ông ra đi sau thời gian ngắn trị bệnh. Trao đổi với Dinh, cô Hương, vợ của nhạc sĩ Thanh Dũng cho biết chồng qua đời vào 20 giờ ngày 23 tháng 8 tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Dũng nhập viện điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới từ ngày 8 tháng 8. Cả gia đình tôi đều là F1 nên được cách ly tại nhà. Chiều ngày 23 tháng 8, bác sĩ thông báo anh Dũng khó thở. Đến tối chồng tôi qua đời, anh ra đi ở tuổi 53, cô Thiên Hương chia sẻ. Gia đình đang chờ nhận tro cốt sau khi thi hài của nhạc sĩ Thanh Dũng được hỏa táng. Nghệ sĩ Việt Hương nói với Dinh trong gia đình, nhạc sĩ Thanh Dũng là trụ cột tài kinh tế, hoàn cảnh gia đình nhạc sĩ khó khăn. Nghệ sĩ cải lương Thanh Thế, mẹ của Thanh Dũng mắc bệnh tim và phải chữa trị nhiều năm qua. Khi còn sống, nhạc sĩ Thanh Dũng là người tài hoa, anh yêu thương gia đình và hiếu thảo với mẹ. Tôi đang chuẩn bị một số lương thực, thực phẩm để chuyển qua cho gia đình nghệ sĩ Thanh Thế. Mong cô và gia đình vượt qua nỗi đau này. Nữ nghệ sĩ bày tỏ, chia sẻ về Thanh Dũng, đạo diễn Thanh Hiệp cho biết, nhạc sĩ Thanh Dũng là người nhiệt huyết với nghề. Anh chịu khó học hỏi và sáng tạo từng giai điệu mới cho sân khấu cải lương tuồng cổ. Anh biết cách đi dựa vào kho tàng âm nhạc cải lương và 20 bản tổ của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, góp phần lan tỏa giai điệu ngũ cung trong những sáng tác mới. Nhạc sĩ Thanh Dũng sinh năm 1968, tên thật là Nguyễn Văn Dũng. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, có cha là nghệ sĩ ưu tú biểu truyện, mẹ là nghệ sĩ Thanh Thế. Ngay từ nhỏ, nhạc sĩ Thanh Dũng đã gắn bó với sân khấu cải lương tuồng cổ. Lớn lên, ông được nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm, em trai của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng và một số nghệ sĩ chuyên nghiệp dạy đàn organ. Từ đó, nhạc sĩ Thanh Dũng theo con đường sáng tác âm nhạc. Những năm qua, ông làm việc tại nhà hát Trần Hữu Trang. Nhạc sĩ Thanh Dũng giữ vai trò chỉ huy dàn nhạc và sáng tác nhiều vở diễn, có thể kể đến như Tổ quốc nơi cuối con đường, Hiu hiu gió bấc, Nỗi đau ngày ấy, Đóa sen Việt, Đào duy tử v.v. Nhạc sĩ Thanh Dũng ra đi là một mất mát lớn cho nghệ thuật sân khấu cải lương nước nhà. Anh ra đi thanh thản. Chúng ta cùng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nhạc sĩ Thanh Dũng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Kênh xin kính chúc quý vị vui khỏe và cho kênh xin một đăng ký để ủng hộ. Cảm ơn quý vị.